Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá Phú Miền Tây. Hiện tại thì quý vị cùng chúng tôi đang có mặt tại sân bóng đá Đồng Tâm tại địa chỉ 273 Lê Tấn B, quận Bình Tân trong buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ tối muộn. Số 16 Văn Phúc, số 1 là Thanh Kaka và cuối cùng là số 20 Saka. Được lên bóng dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Spark dứt điểm. Cú đá khá nguyên cột ngay. Đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng áo hồng. Tình huống ghi bàn từ rất sớm của các thủ bên phía đội bóng Spark FC để mở tỷ số với pha dứt điểm của số 17 Hữu Hiếu. Sự hiệu quả đã được không đạt được điểm vào khung giờ vàng. Trận đấu vào lúc 19:30. Đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Vị xuyên FC đã sang bằng cách biệt sau tình huống xử lý cá nhân rất cố gắng vừa rồi. Cú sút mũi giày lần này đã mang lại bàn gỡ một đều dành cho các cầu thủ Vị Xuyên. Cũng là trở về với các cầu thủ bên phía đội bóng Vị Xuyên FC dứt điểm không vào. Và đặc biệt và đội bóng của Khánh Duy bật bóng, cơ hội trở lại với các cầu thủ Mỹ Xuyên, dứt điểm ngay, cũng đã rất nguy hiểm và đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Mỹ Xuyên, lại là số 10. Long Hải đang trở thành một pivô quá lợi hại, một mình anh đã liên tiếp ghi hai bàn thắng dành cho các cầu thủ Mỹ Xuyên để giúp cho lội ngược dòng. Thêm một bàn thắng nữa, 3-1 rồi. Và đó là cú hat trick rất nhanh dành cho vị trí của số 10. Vị Xuyên FC đang bước lên với sự bùng nổ của cầu thủ áo số 10 Long Hải khi mà anh liên tục ghi được 3 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút. Chúng ta cùng xem lại pha xoay người và kết thúc được của Long Hải khi mà tốc độ luân chuyển quả bóng diễn ra một cách chóng mặt và những tình huống sóng gió liên tục được triển khai về phía hai trung thành. Cú đá nguy hiểm nữa. Tỷ số vẫn là 3-1 nghiêng về phía Vị Xuyên. Bật bóng nguy hiểm, cơ hội nữa dành cho các cầu thủ Mỹ Xuyên, khoảng trống dứt điểm không vào, bóng vừa dội công dòng. Và đặc biệt hai cú đá liên tiếp dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Mỹ Xuyên FC nhưng không có bàn thắng thứ tư. Thêm pha lắc léo đã không đánh bại được vị trí của thủ thành bên phía đội bóng Spark FC. Chúng ta cũng xem lại cơ hội vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến hai mùa giải liên tiếp và bóng đá của Miền Tây cũng đã đồng hành với bàn thua sức. Đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo hồng. Người ghi bàn xuất ngắn cách biệt dành cho đội bóng Spark FC là vị trí của Phương Hà. Cũng dứt điểm nhanh chân của số 25 đã mang lại bàn xuất ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 dành cho các thủ bên phía đội bóng áo hồng. Liên tục những pha bắn phá không thành đối phương. Thêm pha cắt bóng chủ động dứt điểm ngay. Xuất chút nữa thì có thêm một bàn thắng, bóng vừa rồi lại dội. Như vậy thì trong thời gian mà chúng ta xem lại bàn thắng, xem lại pha dứt điểm chạm cột thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ Mỹ Xuyên. Và đó là pha ghi bàn của số 20, vị trí của Saka. Chúng ta chờ đợi giây lát để chứng kiến lại bàn thắng vừa rồi của Saka. Chúng ta sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Đây là tình huống đá biên dẫn đến bàn thắng của số 20 Saka. Saka là người nâng tỷ số lên 4-2. Anh là cầu thủ thứ hai ghi bàn của các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Xin chút nữa thì đã có một cú đúp dành cho Saka. Cả người vẫn còn, bóng vẫn trong sân. Pha đi bóng khéo léo của Long Hải. Liên tục là cơ hội khoảng trống nữa dành cho các thủ áo vàng, kết thúc vẫn không thành công. Qua những điểm tiếp theo và đã có bàn thắng thứ 5 dành cho Mỹ Xuyên FC, cú đúp dành cho Saka. Sau pha bỏ lỡ trước đó thì Saka đã tiếp tục có một vài những điểm thành bàn. Bàn thắng thứ hai của cá nhân số 20. Trước đó thì Long Hải đã đi bóng rất cố gắng để tạo điều kiện dành cho anh có thể có được khoảng trống. Bóng đã không đến được với vị trí của Phương Hà. Phản công trở lại với Long Hải không được và đặt lòng của số 10 lần này đi phá tiêu chính xác. Đây, trong đội hình của đội bóng áo vàng chỉ mới có hai cầu thủ ghi bàn mà thôi. Thêm qua những điểm nguy hiểm của Saka, mất bóng nguy hiểm và đây là cơ hội trở lại với vị trí của số 19 FC để giúp cho họ hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ hồng, dứt điểm chính xác, bàn tỷ số đã được sút ngắn xuống còn 3-5. Tình huống xử lý rất hay của số 17. Đây là pha ghi bàn đến từ vị trí của Hữu Hiếu, người đã mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng thứ ba của các cầu thủ bên phía Spark FC để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 bàn. Chúng ta cùng xem lại pha bàn bật nhuần nhuyễn và tình huống kết thúc rất gọn gàng của Hữu Hiếu. Long Hải, Hoàng ơi, dứt điểm, bóng lại một lần nữa chạm cột. Vẫn là Khánh Duy, ba người vẫn cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo hồng, vẫn không vào và đăng tiên cho Hữu Hiếu. Cơ hội nữa dành cho Long Hải, được chuyện hay, pha đập nhã rất nhuần nhuyễn và Tề Thiên đã ghi bàn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 6-3 dành cho Mỹ Xuyên FC với pha đặt lòng chính xác của cầu thủ áo số 8 vừa mới vào sân thay người cách đây ít phút. Tỷ số tiếp tục được nâng lên, khoảng cách giữa hai đội lại được gia tăng với cách biệt
tương đối an toàn dành cho các thủ bên phía Mỹ Xuyên FC trong trận đối đầu này. Vẫn còn cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ Mỹ Xuyên, vẫn là Long Hải. Pha kết thúc rất hay và thêm một tình huống mà Long Hải lại sâu kim thủ thành đối phương. Liên tục những pha sâu kim của cầu thủ mang chiếc áo số 10 tạo ra. Và anh đã có được bàn thắng thứ tư dành cho cá nhân mình trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lại pha bứt tốc của Long Hải để ghi bàn từ góc hẹp. Bóng vẫn chưa vượt qua được sự che chắn của các thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo hồng. Và còn thêm một tình huống đi bóng hay lắc léo của Saka và đã có bàn thắng kế tiếp dành cho các thủ bên phía đội bóng Mỹ Xuyên FC. Thêm pha lập công nữa của số 20 và anh cũng đã có được hat-trick dành cho riêng mình. Pha đi bóng Quang ơi, cơ hội dứt điểm và kết thúc không thành công. Thời cơ trở lại với Long Hải. Càng lướt rất tốt nhưng cú đá lần này của số 10 đã đi sang ngoài. Rất quyết tâm, cơ hội đây rồi. Quang ơi, vượt qua cả thủ môn, khung thành đã bỏ trống và bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Spark FC. Cầu thủ đi bóng rất cố gắng và pha ghi bàn vừa rồi với một màn solo tuyệt vời. Một cầu thủ khác đã mặc chiếc áo số 17 của Hữu Hiếu để vào sân. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha solo vừa rồi của người đóng thế. Rất bình tĩnh. Được chuyển lên khá hay, khoảng trống nữa dành cho các thủ hồng đường chuyền, cầu khai không vào. Bóng vừa rồi đã dội công nhập. Rất đáng tiếc, suýt chút nữa thì có bàn thắng thứ 5 dành cho Spark FC, nhưng họ vừa rồi lại bỏ lỡ một cơ hội không tưởng nữa. Quả đá phạt dành cho các thủ áo hồng. Đường chuyền, tuyển hay và những điểm nguy hiểm của thủ môn. Cơ hội nữa là trở về với các thủ áo hồng. Và đập trả khá nhịp nhàng, đường chuyền tốt. Động lực lật léo của Tề Thiên đã không vượt qua được các thủ bên phía Spark FC phòng ngự. Trong hai thì hai phòng ngự bên phía đó không đang chơi khá tập trung. Tiếp tục một pha tấn công dọc biên, đường chuyền. Đội hình dẫn cao của các thủ học công khai không vào. Vẫn động lực của các thủ bên phía đội bóng áo hồng, mất bóng rồi, cơ hội trở lại. Đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng Mỹ Xuyên FC để nâng tỷ số. Đặc biệt lại được tới xong trở lại và tình huống ghi bàn thuộc về vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 16. Đó là cú ra chân của Văn Phúc. Trong một tư thế rất trong chạy, Văn Phúc đã không mấy khó khăn để hạ gục thủ thành bên phía đội bóng. Tiếp tục là những màn foul play của các thủ bên phía đội bóng áo hồng. Cú dứt điểm rất đẹp mắt vào vị trí của thủ môn bên phía đội bóng Mỹ Xuyên FC. Xin lỗi bạn, thủ môn bên phía Spark FC đã ghi bàn. Cú đá rất đẹp mắt, bóng cầm thẳng vào ngay góc chữ A. Để có bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ bên phía đội bóng Spark FC. Và chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn của người chấn giữ khung thành bên phía đội bóng áo hồng. Cơ hội tiếp theo. Đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Mỹ Xuyên. Bàn thắng để nâng tỷ số tiếp theo để tạo ra cách biệt 4 bàn trở lại dành cho các chân sút bên phía đội bóng áo vàng. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Tiếp tục những cơ hội nữa dành cho các thủ áo vàng phản công. Khoảng trống dành cho Hoàng Trung đập nhã rất nhu nhuyễn và thêm một bàn thắng nữa. Rất tuyệt vời với những pha đập nhã chính xác của các thủ Mỹ Xuyên FC. Và họ lại tiếp tục có được bàn thắng nối dòng cách biệt với pha dứt điểm thành công nữa của số 10. Long Hải lại một lần nữa lên tiếng sau khi anh quá khá im hơi trong khoảng thời gian ở đầu hiệp 2. Bây giờ thì số 10 tiếp tục nã đạn. Những pha phòng ngự quyết liệt và tình huống đánh chặn rất tốt và chính xác của các thủ bên phía Mỹ Xuyên phản công 3-1. Saka không được, pha bàn bật lại quá thiếu cảm giác của Saka. Mà đã quyền tốt. Cơ hội vẫn không thể đánh bại được vị trí của thủ thành Thanaka. Trọng tài không khỏi phạt và trận đấu vẫn được tiếp tục. Bàn thắng tiếp theo của Saka để nâng tỷ số. Các thủ bên phía đội bóng hồng cho rằng vừa rồi có một pha phạm lỗi nhưng bàn thắng không đã được trọng tài công nhận. Trận tập sân quyết định, Hữu Hiếu đang cố gắng. Châu Áo thuộc về vị trí của Hồng Hải. Được chuyển cốt, cơ hội để dành cho Phương Hà xoay người kết thúc ngay vẫn không thành công. Cơ hội không được và kết thúc của Hoàng Trung vẫn đi không chính xác. Cú tỉa bóng dành cho Long Hải, đường chuyền ra, cầu khai rất chống chạy và thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Mỹ Xuyên.
Và sau rất nhiều pha bỏ lỡ thì cuối cùng Hoàng Trung cũng đã có được bàn thắng dành cho riêng mình. Hoàng Trung đã phải mất đến 7 cú dứt điểm để có thể đưa bóng vào lưới của đối phương được một lần. Vẫn là cơ hội trở lại với các thủ bên kia đội bóng áo vàng. Hoàng Trung dứt điểm ngay, xuất sức nữa thì đang trường ghi bàn. Và lần bóng nhanh dành cho các thủ bên phía đội bóng hồng. Tình huống dâng cao đến của thủ môn bên phía đội bóng Spark, không đánh bại được vị trí của thủ môn bên phía đối phương. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu, bóng đã được đưa vào lưới và thêm một bàn thắng nữa. Hoàng Trung lại tiếp tục ghi bàn.